Em xin kính chào quý vị các bạn, rất vui được đồng hành với cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo hôm nay về Nha Trang. Và chứng hình của cô chú anh chị bạn em đang đứng ngay vị trí này, đó là những hình ảnh của con đường biển Phạm Văn Đồng này. Và ngay góc này là đường Phạm Văn Đồng giao với đường Dương Hiến Quyền và con đường Mai Xuân Thưởng, ngay khu vực của vòng Tây gần giáo xứ Ba Làng quý vị. Đứng ở đây cũng có thể thấy được dãy núi Cô Tiên. Ngay vị trí vùng xây, và ngay vị trí này là có cái hotel, đó là Nha Trang Horizon tiêu chuẩn 5 sao, cũng khá là đẹp. Bên kia là giáo xứ Ba Làng trên con đường Dương Hiến Quyền. Bây giờ em sẽ mời cô chú các bạn di chuyển qua con đường Mai Xuân Thưởng nha. Chúc mừng quý vị, đây là những hình ảnh của con đường Mai Xuân Thưởng. Lúc trước hình như con đường này nó có tên là con đường Cách Mạng. Và đặc biệt trên con đường này quý vị có thể thấy là nó là chuyên những cái cây hoa phượng rồi. Đó, giờ này cũng có hoa phượng nở rất là đẹp luôn này. Phượng nở quanh năm. Và những gốc phượng ở đây cũng lớn. Chạy dọc đoạn này là khu vực bên tay phải là ngôi trường Đại học Thông tin của Nha Trang ngày nay. Trước như nó là gọi là quân trường Đồng Đế vậy. Này cổng này, cổng bên tay phải này. Con đường Mai Xuân Thưởng này nó cũng rộng thoáng đẹp, đặc biệt hai bên là những hàng cây hoa phượng, cạnh đó thì có một số cây bàng nữa, gốc lớn rồi, có nở hoa, có một số cây vào mùa này mà cũng nở hoa luôn, không cần phải tới mùa hè. Chỗ này là trung tâm thể thao đa năng của ngôi trường Đại học Thông tin Hy Lạp. Vỉa hè hình như họ đang làm hệ thống thoát nước, đang lắp hệ thống cống thoát nước. Giờ thì trong video ngày hôm nay em xin gửi đến cô chú anh chị và các bạn một số hình ảnh của con đường Mai Xuân Thưởng này, cũng như một số tuyến đường thông quen khác của Nha Trang, cập nhật tình hình cuộc sống của Nha Trang. Còn rồi em sẽ đi qua khu vực dốc Cô Nuôi và đường lái hướng đi ra ngã ba nhà máy sợi. Đoạn này có cà phê, các quán cà phê, các quán phở bò, rồi có quán cốt của nem phần, nem cuốn, bún thịt nướng, có cơm, có trà sữa, hớt tóc, đầy đủ vậy. Đoạn này thì nó gần với giao với con đường 2 tháng 4. Có các món xôi nữa nè. Đây là những ảnh của đường 2 tháng 4 giao với con đường Mai Xuân Thưởng ngày nay. Đây, vị trí 2 tháng 4 này rẽ bên tay trái là hướng đi qua cầu Sông Bóng về lại trung tâm của thành phố. Rẽ bên tay phải là hướng đi đèo Rù Rì, hướng đi ra phía Bắc này. Giờ quý vị, em mời quý vị các bạn cùng để qua con đường Mai Xuân Thưởng này, hướng đi ra khu vực phía Bắc, và em sẽ đi qua con đường Nguyễn Xuyển, qua dốc Cô Nuôi, cũng như là hướng đi đường lái, qua đường lái và đi ra ngã ba nhà máy sợi. Thank you.
chỗ này là một cái làng trẻ em đấy, SOS. Và dọc đoạn này của làng trẻ em là rất là nhiều những cây hoa sữa này đó. Hoa sữa ở đây dọc đây nhiều lắm. Mùa này bắt đầu là mùa của hoa sữa rồi. Hiện tại nó đang chuẩn bị nở hoa. Buổi tối mà đi qua đoạn này của con đường 24 thì mùi hoa sữa nồng nặc luôn á. Mùi hoa sữa mà thường ví dụ như một cây hai cây thì nghe nó rất là dễ chịu. Còn mùi hoa sữa mà nó nồng nặc quá, nghe nó ngọt, mùi nó ngọt với mình. Phong vị Phú Yên miền Trung. Dừa có 9.000 cái, quá rẻ luôn rồi. Chỗ này là cây xăng Petrolimex của thành phố 20. Này thì bên tay phải vậy là thuộc phường Vĩnh Hòa của thành phố Nha Trang, và bên tay trái là thuộc phường Vĩnh Hải của thành phố Nha Trang. À, ngay đây là giao với đường Điện Biên Phủ. Ngay góc đường Điện Biên Phủ này là bến xe phía Bắc. Bến xe phía Bắc này. Quý vị dạo một vòng bến xe phía Bắc thử nha. Cái cổng, cổng của bến xe phía Bắc này nằm ở ngay vị trí số 1 của con đường Điện Biên Phủ. Bên cạnh của cổng bến xe phía Bắc là có một cây xăng, đó là cây xăng Petrolimex. Bến xe phía Bắc này thì bến nó cũng khá là nhỏ, không có được rộng lắm, nhỏ hơn so với bến xe phía Nam mới nữa. Ở đây đa số là khu vực của hãng xe Phương Trang. Ở phía từ xa vậy là cái nơi mà gửi hàng, nhận hàng của hãng xe Phương Trang. Đây là xe buýt Phương Trang tiến đi Nha Trang Cam Ranh đó mình. Đi từ bến phía Bắc của Nha Trang đến bến xe Cam Ranh. Chung bến xe phía Bắc thì nó cũng vắng vẻ quá. Đây là cái ngôi chùa Tàu ngày xưa. À, khu vực đây thì mọi người hay gọi là ngã ba Đại Hàng. Ngay chỗ ngã ba Đại Hàng này, cô chú chị bạn đi điện thẳng nữa là sẽ hướng đi ra đèo Lù Rì. Còn rẽ đây 1.000m nữa, bên tay trái là trường trung cấp kỹ thuật miền Trung, trung tâm đào tạo sát hạch lái xe nè. Bây giờ em sẽ mời quý vị rẽ qua bên tay trái, hướng qua con đường Nguyễn Xiển, khu vực từ ngã ba Đại Hàng đến ngã ba nhà máy sợi, và sẽ đi qua
dốc cua đuôi cũng như là khu vực trường lái. Trước màn hình quý vị các bạn, đây là những hình ảnh của con đường Nguyễn Xiển, khu vực ở đây thuộc vào phường Vĩnh Hải, tỉnh Nha Trang. Con đường Nguyễn Xiển này cũng là một trong những con đường rất là quan trọng, và nó là con đường kết nối từ 2 tháng 4 ra đường quốc lộ 1A, con đường cải tạo tiến mới bây giờ, đồng thời là từ đường quốc lộ có thể đi trên con đường này để mà vào trung tâm của thành phố hướng khu vực phía Bắc. Ở đây nó thuộc vào tổ dân phố 23 Tây Bắc, phường Vĩnh Hải. Con đường này thì tương lai cũng sẽ được nâng cấp mở rộng. Hiện tại thì bây giờ nó cũng hẹp, xe lưu thông thì rất là nhiều. Con đường này lên dốc xuống dốc, chỗ này là một cái tạm chắn xe lửa, chỗ này là gọi là tạm chắn Vĩnh Hương, bắt ngang qua con đường Nguyễn Xiển. Qua hết cái đoạn dây xe lửa vừa rồi, qua đây thì nó thuộc Vĩnh Phương rồi. Bên kia thì nó thuộc Vĩnh Hải. Đoạn này thì gần với nghĩa trang Hòn Dung. Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung quý vị. Nằm trên một cái đồi rất là cao. Đường này là một đường dốc rất là đẹp. Đây khoảng số 38 của con đường Nguyễn Xiển. Và bên mé bên này thì nó thuộc Hòn Nghê của xã Bình Ngọc. Góc này là hồ Tùng Mậu, Nguyễn Mậu Tài với con đường Nguyễn Xiển. Khu vực của ngôi trường Cao đẳng Sư phạm. Nâng cấp mở rộng thì nó sẽ rất là đẹp, và nó cũng là một con đường huyết mạch kết nối từ trung tâm thành phố Nha Trang đi ra quốc lộ, cũng như là từ quốc lộ hướng vào trung tâm thành phố. Và dự kiến con đường vành đai 2 nằm trong cái dự án của nút giao thông Hồ Hội và khu vực công nghiệp thì nó cũng sẽ băng ngang qua con đường Nguyễn Xiển này, và nó sẽ ra giao lại với điểm cuối là nó giao với con đường 24, khu vực của ngay chỗ đăng kiểm xe mé gần bên hướng đèo Rì rồi. Đoạn này lên một cái dốc. Cái dốc này có cà phê Hana. Quán cà phê cũng vắng vẻ quá. Ở đây ít ai uống. Một dốc này nó cao kinh khủng vậy.
con đường này đa số thì người dân ở rồi cũng có kinh doanh. Chỗ này có một cái cửa hàng bán đồ inox. Đi cái con đường này cảm giác nó không có được thoải mái nữa, nó hẹp quá. Nên xe sau họ đi là họ phải lấn qua làng bên kia, họ muốn vượt á, họ muốn vượt mình là họ phải đi cùng chiều thì họ phải lấn làng, nó là hẹp, mỗi làng chỉ dành cho được một xe chạy thôi, một xe tải chạy là hết con đường. Bên đường cỏ rồi bây giờ mùa này nó mọc lên xanh xanh, nó mát dễ chịu rồi. Ở phía từ xa kia em thấy có một cái lô cốt nè, một cái lô cốt thời xưa vẫn còn nè. Đây là những dấu tích của ngày xưa. À, qua hết cái dốc con nuôi và phía trước đây là của trường lái nè, trung tâm đào tạo sát hạch. Khu vực này là gọi là trường trung cấp kỹ thuật miền Trung. Đẹp rồi.
đi qua đây nó có một cái cảm giác gì đó nó hơi quê quê, nó bình dị. Ở đây thì nó cũng thuộc một cái xã của Bình Phương, cảm giác nó cũng bình yên, như một vùng quê. Con đường có những cái đoạn dốc. Mùa mưa mà đi trên con đường này nó cũng mát mẻ ha, hai bên đường cây xanh rồi cỏ rồi nó mọc um tùm. Bên này có những cái bãi đất rộng lớn, có thể làm những cái bãi đổ xe, bãi rửa xe. Và chứng hình của cô chú chị bạn đó là những hình ảnh của ngã ba nhà máy sợi. Ngay vị trí ngã ba này, rẽ bên tay phải là hướng đi ra đèo Lù Lì, hướng đi ra Hà Nội trở lại ra Bắc. Rẽ bên tay trái là hướng đi thành phố Hồ Chí Minh. Chỗ này là một cái ngã ba. Đoạn ngã ba này cũng nguy hiểm lắm đó vậy, xe đồ lưu thông liên tục, và đặc biệt khu vực này là con đường quốc lộ nên là xe tải đồ, xe lớn đồ, xe khách đồ nhiều lắm, họ chạy nhiều lắm. Nó rẽ hướng này là đi qua lại đèo Rù Rì nè, đèo Rù Rì mới. Rẽ kia là hướng đi vào Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Ngã ba này cũng mọi người cũng hay gọi là ngã ba tử thần. Xe đồ qua mấy cái đoạn này rất là nguy hiểm luôn, và gọi là ngã ba nhà máy sợi vậy. Ở phía sau là những cái dãy núi rất đẹp, núi non. Đến đây em xin tạm dừng video, và em xin kính chào cô chú anh chị các bạn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong một video tiếp theo sau.